lá thăm may rủi đã tái hiện lại trận chung kết cúp C1 của mùa 2019-2020 giữa PSG đấu Bayern Munich. Chắc chắn việc đụng độ Bayern không phải là điều mà PSG mong muốn, bởi việc đối đầu với một ông lớn tầm cỡ như hùm xám xứ Bavaria khiến cơ hội vô địch cúp C1 của gã nhà giàu nước Pháp nhỏ đi nhiều. Nhưng PSG chỉ còn biết cách tự trách mình, bởi họ đã tự đánh mất lợi thế khi để Benfica chiếm lấy ngôi đầu bảng. Trước mắt là thử thách cực đại mang tên Bayern Munich, nhưng lịch sử chỉ ra rằng chính PSG mới là đội có thành tích tốt hơn khi đối đầu đương kim vô địch Bundesliga. Cụ thể, hai đội bóng này đã chạm trán tổng cộng 11 lần và thắng nghiêng về phía PSG với 6 lần, trong đó có Bayern Munich 5 lần giành thắng lợi. PSG giờ đây còn có trong đội hình một Lionel Messi đang ở đỉnh cao phong độ với 12 bàn thắng cùng 14 kiến tạo sau 18 trận trên mọi đấu trường. Một con số vô cùng khủng khiếp với một cầu thủ 35 tuổi. Với cá nhân Messi, thành tích của Empunga với Bayern Munich cũng rất đáng nể. Sau 6 lần đối đầu với hùm xám, Messi ghi được 4 bàn thắng, kèm theo 2 đường kiến tạo. Bayern Munich từng bất lực như thế nào trước Messi, có lẽ Jerome Boateng là người hiểu rõ nhất. Rất nhiều tiền đã được bỏ ra kể từ khi người Qatar đặt chân đến PSG. Có lẽ việc vô địch nước Pháp đã trở nên quá nhàm chán và việc chiếc cúp C1 là điều mà đội bóng Paris mong mỏi hơn bao giờ hết. Bayern Munich là đội bóng mạnh, nhưng với Messi và đội hình chất lượng, PSG hoàn toàn đủ sức vượt qua thử thách đầy khó khăn này. Tối qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm vòng Playoff Europa League 2022-2023. Lá thăm may rủi đã đưa đến cho người hâm mộ một trận chung kết sớm, đó là cuộc so tài giữa Barca với MU. Cả MU và Barca đều chơi không tốt tại vòng bảng Europa League cũng như Champions League. MU không thể giành ngôi nhất bảng khi đứng sau Real Sociedad vì kém chỉ số phụ. Trong khi đó, Barca gây thất vọng lớn khi thua Bayern và mất điểm trước Inter Milan nên bị loại xuống sân chơi số 2 châu Âu. Việc đối đầu với MU ở vòng playoff sẽ là thử thách với thầy trò huấn luyện viên Xavi. Tuy nhiên, Barca vẫn được đánh giá cao hơn. Barca sẽ chơi trận lượt đi trên sân khách, lượt về tại Camp Nou. Ở 4 lần gần nhất chạm trán tại đấu trường châu lục Champions League, phần thắng đều thuộc về Barcelona. Câu lạc bộ La Liga ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Trong toàn bộ lịch sử đối đầu, Man United thắng 3, thua 6 và hòa 4 trước Barca. Cristiano Ronaldo sẽ có màn tái ngộ với đối thủ anh đã quen mặt khi còn khoác áo Real Madrid. CR7 đã chạm trán Barca 34 lần, ghi 20 bàn và kiến tạo 3 lần, đi kèm với đó là 10 trận thắng. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Liverpool bất ngờ bị FSG rao bán. Tập đoàn khổng lồ ở Mỹ đã soạn thảo một bộ hồ sơ chi tiết để gửi đến các đối tác tiềm năng. Hai công ty quản lý tài chính và đầu tư Goldman Sachs và Morgan Stanley được FSG thuê hỗ trợ quá trình này. Thông tin này khiến giới mộ điệu sốc nặng, bởi lẽ Liverpool được xem là con gà đẻ trứng vàng cho FSG trong những năm gần đây. FSG mua Liverpool vào năm 2010 với giá 300 triệu bảng từ bộ đôi tỷ phú George Gillett Jr. và Tom Hicks. Không chỉ đưa The Cup trở lại đỉnh cao, FSG còn đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng của câu lạc bộ. Họ đã chi tổng cộng gần 200 triệu bảng nâng cấp Anfield và dự kiến tăng sức chứa của sân vận động này lên 61.000 người. Trong vòng 12 năm, giá trị của Liverpool đã tăng vọt gấp nhiều lần. Vào tháng 5 vừa qua, Forbes định giá Liverpool lên đến 3,9 tỷ bảng. Tuy nhiên, FSG hy vọng có thể bán câu lạc bộ này với mức giá cao hơn, giống như những gì Chelsea đã làm. Hiện tại không rõ lý do khiến FSG quyết định bán Liverpool. FSG đã phát sinh mâu thuẫn với nhóm cổ động viên trung thành của câu lạc bộ thành phố Cảng vào năm 2019 sau khi cố gắng đăng ký nhãn hiệu mang tên Liverpool. Đến năm 2020, FSG hứng chịu nhiều chỉ trích vì đăng ký gói hỗ trợ của chính phủ Anh, đồng thời cắt lương các nhân viên. Làn sóng chỉ trích mạnh đến mức FSG phải thay đổi kế hoạch. Sau đó họ tiếp tục phải quay xe trong nỗ lực thành lập Super League cùng các đại gia khác ở châu Âu.
sau Kanté, Chelsea đang phải giải quyết chuyện tương lai của một số tiền vệ khác là Jorginho, người sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè năm sau. Jorginho sẽ 31 tuổi vào tháng 12 tới, một độ tuổi không phù hợp cho kế hoạch trẻ hóa của Chelsea. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của ngôi sao Italia tại Stamford Bridge vẫn rất lớn, nên nếu được, đội bóng London muốn giữ chân trụ cột. Mới đây, nguồn tin từ tờ Sport tiết lộ, Jorginho đã chốt yêu cầu ở lại Chelsea. Cụ thể, cầu thủ Napoli muốn nhận gấp đôi lương hiện tại để ký hợp đồng mới. Điều này đồng nghĩa nếu như mà thỏa thuận tiếp theo được thông qua, Jorginho sẽ đút túi 13,6 triệu euro mỗi mùa. Phía Chelsea được tiết lộ họ không hào hứng trước việc nâng lương khủng như thế cho tiền vệ sinh năm 1991. Vì vậy, quá trình đàm phán giữa cả hai là rất khó khăn. Trong trường hợp Jorginho ra đi, Barcelona là điểm đến tiềm năng. Có một số thông tin tiết lộ, người đại diện của Jorginho đã tiếp xúc với Matteo Alemanni ở Barcelona. Khi thông tin này được lan truyền, phía Jorginho ngay lập tức phủ nhận. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, huấn luyện viên Pep Guardiola đã đưa Man City trở thành một trong những thế lực lớn tại châu Âu và là đội bóng số 1 nước Anh trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, chiến lược gia Tây Ban Nha sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Etihad vào cuối mùa 2022-2023. Và mới đây, người hâm mộ của Man City đã nhận được thông tin không thể vui hơn khi mà Pep thừa nhận đang có năng lượng tích cực và sẵn sàng tiếp tục gắn bó với The Citizens. Chia sẻ với truyền thông, ông cho biết, tôi truyền cho cầu thủ sự nhiệt huyết và họ đã không làm tôi thất vọng. Sau 7 năm ở đây, tôi luôn nghi ngờ rằng liệu mọi người có còn theo dõi mình hay không, có mệt mỏi không. Chúng tôi có hàng ngàn cuộc họp và những khó khăn, nhưng sau đó tôi nhìn thấy sự phấn khích của các cầu thủ, của cổ động viên và tôi nghĩ, wow, họ vẫn muốn tôi làm điều gì đó ở đây. Nó khiến tôi rất tự hào, mọi người đều đặc biệt. Và tôi muốn tiếp tục nhìn thấy điều đó diễn ra trong thời gian tới. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.